của là Nguyễn Lê Na, học sinh lớp 6A5, trường Trung học cơ sở Vân Canh. Hôm nay mình rất vui khi được tham gia cuộc thi Book Review, Chàng sách xanh nuôi dưỡng ước mơ hồng. Ông cha ta đã từng nói, sách là một kho tri thức vô tận của chúng ta hay tập, kích thước 11x18cm, với bìa sách vô cùng đơn giản mà lại phong phú vô cùng. 179 trang sách, nhà xuất bản Kim Đồng và phát hành năm 2015. Nội dung của hai tập sách đều gồm bố cục ngắn gọn, các nội dung xoay quanh chủ đề Thăng Long Hà Nội với các phần Thăng Long Địa Linh, Thăng Long Nhân Kiệt, Thăng Long Lịch Sử và Thăng Long Truyền Thống và Hào Hoa. Ngoài ra còn có phần trò chơi trí tuệ như giải ô chữ sẽ giới thiệu từ các bạn một bức tranh đa dạng về Thăng Long Hà Nội từ xưa đến nay. Cuốn sách có vô vàn những nội dung thú vị và phong phú, chúng mình sẽ tìm hiểu về tập 2. Trong tập 2 này sẽ có các nội dung xuyên suốt qua các thời kỳ lịch sử của đất nước ta, Chùa Trầm Trương Mỹ, hay còn được biết đến với tên gọi là Thiền Viện Trầm Trương, là một trong những cổ tự lâu đời của Việt Nam. Chùa Trầm nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội không xa, nhưng lại mang hơi thở tâm linh thanh tĩnh, tách biệt hoàn toàn so với sự ồn ào của thủ đô náo nhiệt. Đến với chùa Trầm, du khách sẽ bắt gặp một phong cách nước non hữu tình đẹp như bức tranh thủy mặc, với bóng núi ôm sông, các con đường nhỏ uốn lượn và hàng cây cổ thụ xanh mát phi vu đón gió. Đây là một địa điểm tham quan thu hút các tín đồ du lịch trong và ngoài nước bởi lối kiến trúc độc đáo vô cùng và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp cùng giá trị tâm linh sâu sắc. Chùa Trầm Trương Mỹ được hình thành vào khoảng thế kỷ 15. Ngôi chùa này được xây dựng trên một dãy núi đá vôi cao, các tòa tháp và tầng đá đan xen nhau tạo thành một không gian thiền môn ấn tượng thu hút các tín đồ du lịch tham quan. Chùa Trầm Trương Mỹ được mệnh danh là nàng chùa đá của miền Bắc Việt Nam, với hàng loạt các hang động và những bức tượng nằm sâu trong vòng núi. Đây cũng là nơi Bác Hồ đọc lời kêu gọi kháng chiến vào năm 1946 sau khi Đài Tiếng Nói Việt Nam rời Hà Nội. Cột cờ được xây dựng, khởi công từ năm 1805 dưới thời nhà Nguyễn và mất 7 năm để hoàn thành. Từ đó tới nay, trải qua hơn 200 năm lịch sử, kỳ đài Hà Nội đã gắn liền với bao thăng trầm của thủ đô. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cột cờ Hà Nội được sử dụng như một quan sát khu vực và nội và thành. Khi cách mạng tháng 8 thành công năm 1945 là lần đầu tiên lá quốc kỳ Việt Nam, cờ đỏ sao vàng được tung bay trên đỉnh kỳ đài. Đến năm 1954, lúc lá quốc kỳ một lần nữa được cắm trên đỉnh cột cờ, cũng chính là lúc kháng chiến chống thực dân Pháp hoàn toàn thắng lợi. Năm 1989, cột cờ Hà Nội được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Chùa Một Cột. Chùa Một Cột được biết đến với rất nhiều tên gọi khác nhau như Diên Hiệu Tự, Liên Hoa Đài hay Chùa Mật. Đây là một trong số những ngôi chùa Hà Nội cổ kính được xây dựng từ thời vua Lý Thái Tông, nhà mùa đông năm 1049 và hoàn thiện vào năm 1405 dưới thời vua Lý Nhân Tông. Chùa Một Cột đã trải qua bao nhiêu lần trùng tu, sửa chữa vào triều Trần, hậu Lê và triều Nguyễn. Năm 1954, quân đội Pháp đã đặt thuốc nổ phá chùa khi rút khỏi thủ đô. Đến năm 1955, nhà nước đã cho tái dựng lại chùa theo bản thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng. Với quy mô một ngôi chùa nhỏ, kiến trúc chùa Một Cột vô cùng độc đáo. Khi tham quan chùa Một Cột, các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy cổng tam quan với bức hoành phi khắc ba chữ Diên Hiệu Tự. Kết cấu ban đầu của chùa Một Cột được nâng đỡ bởi các tấm gỗ bám chắc vào cột đá. Cấu trúc chùa bao gồm đài liên hoa, mái chùa và cột trụ. Chợ Đồng Xuân. Chợ Đồng Xuân là khu chợ có quy mô lớn, có tuổi đời hàng trăm năm nay. Nơi này cũng đã cùng thời gian chứng kiến biết bao nhiêu thay đổi của Hà Nội và được biết đến với cái tên gọi khác là chợ lớn. Sử sách ghi lại, vào năm 1804, triều đình nhà Nguyễn cho xây dựng một khu chợ ở phía nam sông Tô Lịch để tiện cho việc giao thương buôn bán của tàu thuyền. Đến năm 1889, sau khi sông Tô Lịch và hồ Thái Cực bị lấp, chính quyền Pháp đã quy hoạch và dồn hàng quán vào một khu đất trống ở phường Đồng Xuân. Năm 1889,
1890, người Pháp xây chợ với tổng diện tích là 6.500 m2 theo kiến trúc của người Pháp, với 5 nhà cầu, 5 phần tam giác trổ lỗ, tổ ong và 5 vòng cửa. Đến năm 1990, chợ được sửa chữa lại chỉ còn 3 dãy giữa và 3 tầng. Năm 1995, chợ Đầu Xuân được xây sửa lại với đầy đủ hệ thống cứu hỏa, thông khí và thoát hiểm. Lúc đó, chợ đã có diện tích lên đến 14.000 m2 với khoảng 2.000 gian hàng. Nơi đây trở thành khu chợ hiện đại và sầm uất nhất thủ đô Hà Nội. Chu Văn An tên thật là Chu An, sinh năm 1292 tại xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm, nay là làng Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông là nhà giáo, thầy thuốc, đại quan dưới thời triều Trần. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Chu Văn An tính cương nghị, thẳng thắn, sửa mình trong sạch, không cầu lợi lộc. Ông ở nhà đọc sách, học vấn tinh thông, nổi tiếng gần xa, học trò đầy cửa, thường có kẻ đỗ đại khoa. Học trò của ông có nhiều người giỏi, có công giúp nước như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, hai quan lớn của triều Trần. Sinh thời, ông được dân chúng tôn là vạn thế sư biểu, nghĩa là người thầy chuẩn mực muôn đời của Việt Nam. Dương Văn Nội, sinh năm 1932, tháng 4 năm 1900 và mất ngày 12 tháng 4 năm 1947, quê ở Duy Tiên, Hà Nam. Dương Văn Nội là người anh hùng đầu tiên được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương quân công hạng 3. Cuộc sống gia đình của anh rất vất vả, nhưng không vì thế mà anh nản lòng. Anh luôn cố gắng và anh đã được đứng trong hàng ngũ thiếu niên tiền phong. Anh được học tập, giáo dục theo lý tưởng cách mạng. Tháng 3 năm 1947, đơn vị Dương Văn Nội nhận nhiệm vụ chốt giữ khu vực chợ Giang Xá, nơi đây cách Hà Nội khoảng 16 km, nhằm ngăn quân đội Pháp không lấn chiếm được sang vùng tự do. Sáng ngày 2 tháng 4 năm 1947, khi đoàn xe quân sự của giặc đê sông Đáy thuộc xã Yên Sở, Hòa Đức, đồng chí cùng đồng đội đã được lệnh phục kích tại đây. Trận chiến đấu giữa hai bên xảy ra rất quyết liệt. Trung đội đồng chí đã tiêu diệt được 50 tên giặc, 100 nhân dân ta bị chúng bắt giữ đã được cứu thoát và phá hủy được một số xe quân sự của giặc, lấy lại được một số tài sản cho nhân dân. Dương Văn Nội đã tự tay mình tiêu diệt được 3 tên giặc. Do lực lượng của quân Pháp khá đông nên quân ta không thể chống lại được, các chiến sĩ được lệnh phải rút lui, còn lại một mình đồng chí. Biết mình không thể rơi vào tay quân giặc nên đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, và đồng chí anh hùng hy sinh lúc đấy mới 15 tuổi. Cho chúng ta cũng nên có trong tay cuốn sách này để tự mình thả hồn vào dòng lịch sử mênh mông của thủ đô yêu dấu và cảm nhận được những nét đẹp linh thiêng của Hà Nội. Bài giới thiệu của mình tới đây là kết thúc. Mình xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của các bạn rất nhiều.